Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin xuất khẩu gái bán hoa ưu việt kinh tế sau chủ nghĩa. Singapore được biến đến như một quốc gia sạch đẹp, phát triển và giàu có nhất ở Đông Nam Á. Đây cũng là nơi có ngành công nghiệp tình dục sôi động, thu hút phụ nữ từ nhiều nước châu Á tới làm nghề mại dâm trong nhiều năm qua. Theo ước tính của Project X, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ người hành nghề mại dâm ở Singapore, hàng năm có chừng 10 tới 12.000 phụ nữ nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xưa như trái đất ở thành phố này. Đây là hình ảnh các tuyến đi nước ngoài từ Việt Nam của một số phụ nữ làm nghề mại dâm. Theo luật pháp của Singapore, các hoạt động như mồi chài khách ở nơi công cộng với mục đích bán dâm, dẫn dắt, môi giới, quảng cáo dịch vụ bán dâm hay thậm chí nhập cảnh vào Singapore với mục đích bán dâm đều là bất hợp pháp. Nhưng không ít phụ nữ từ Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines vẫn bất chấp rủi ro để vào Singapore kiếm tiền bằng công việc bán dâm, dù là chuyên nghiệp hay theo thời vụ. Và con đường từ Việt Nam Singapore như thế nào? Tiến sĩ Nicholas Linet, người có nhiều năm tìm hiểu và nghiên cứu về thực trạng phụ nữ Việt Nam làm nghề mại dâm ở Singapore, đã cho đài BBC London biết về các tuyến từ Việt Nam đi nước ngoài của họ như sau. Cho tới giữa những năm 2000, phụ nữ Việt Nam từ đồng bằng sông Cửu Long thường tới Campuchia để làm nghề mại dâm. Rồi khi có thỏa thuận về di chuyển lao động giữa các nước ASEAN, họ có thể dễ dàng đi các nước khác hơn như Malaysia và Singapore. Phụ nữ ở miền Bắc thường đi Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. Những phụ nữ tôi gặp ở Singapore vào năm 2010 và sau đó thường đến từ miền Nam Việt Nam. Và nghiên cứu của ông cho thấy đa số phụ nữ Việt Nam sang Singapore xuất thân từ miền Tây. Họ thường lên Sài Gòn trước làm trong các quán bar, bia hơi, bia ôm một thời gian. Sau một thời gian, họ có chút kinh nghiệm và có thêm các mối quan hệ quen biết. Họ được chuẩn bị tốt hơn để sang Singapore làm việc. Tuy nhiên, cũng có người sang Singapore mà không hề có kinh nghiệm trong ngành giải trí này. Đây là hình ảnh khu Cây Lang, một khu phố đèn đỏ nổi tiếng của Singapore. Nguyễn Thị Mai, tất nhiên tên này không phải là tên thật. Một người Việt ở Singapore thường giúp tuyên truyền về các bệnh lây truyền nhiễm qua đường tình dục cho gái bán hoa ở các khu vực đèn đỏ. Đã nói với đài BBC, có tới 70-80% phụ nữ Việt Nam chị gặp là người miền Tây. Chị Mai cho biết họ thường có độ tuổi từ 17-18 cho đến 30, tuy cũng có những người lớn tuổi hơn. Cách thức làm việc của các phụ nữ cũng đa dạng, có người bán dâm chuyên nghiệp đi từ nước này qua nước khác. Nhưng nhiều người làm công việc này theo thời vụ trong thời gian ngắn và có những cô gái ngày đi học, tối đi làm. Và có một quan niệm cho rằng đi Singapore dễ kiếm tiền. Có nhiều lý do khiến cho một số phụ nữ các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, muốn sang Singapore kiếm tiền. Lý do trên hết là khoản thu nhập hấp dẫn. Mại dâm là công việc rủi ro cao nhưng cũng có lời cao. Vanessa Hồ, giám đốc của Project X, nói với đài BBC như vậy. Và Singapore là một địa điểm đến có thu nhập cao cho gái mại dâm từ Việt Nam, cũng như từ Thái Lan, Philippines và các nước khác. Nó là một nơi tốt để kiếm tiền trong một thời gian ngắn. Vì thế, gái mại dâm Việt Nam thường nói đi Singapore dễ kiếm tiền. Tiến sĩ Linet đã bình luận như vậy. Thứ hai là nhiều phụ nữ nói họ khó tìm được việc làm tốt ở địa phương họ sống, nên muốn đi nước ngoài để tìm cơ hội tốt hơn. Và đa số mấy chị đó là một phần không làm việc gì, nên qua bên này kiếm tiền, chị Mai kể. Một phần ly dị rồi, có đứa con rồi nuôi không nổi thì qua bên này đi làm. Đây cũng là một lý do phổ biến cho phụ nữ bán dâm từ nhiều nước châu Á khác, chị Vanessa Hồ cho biết. Đây là hình ảnh nước Singapore giàu có, sầm uất, hứa hẹn nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhiều gái bán dâm chúng tôi gặp nói chuyện về tình trạng thiếu việc làm ở nước họ hay thị trấn họ xuất thân. Vì thế, việc thiếu cơ hội thôi thúc họ tìm cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình. Và Singapore thường hứa hẹn điều đó, thế nên họ tiếp tục tới. Động cơ và hoàn cảnh của những phụ nữ này không giống nhau. Có người có bạn trai, thậm chí là chồng ở Việt Nam, họ muốn sang kiếm tiền một thời gian rồi về với gia đình. Có những người thì muốn sang Singapore để đi chơi hay trải nghiệm, và họ đi khách để kiếm tiền trang trải cho chi phí của chuyến đi. Cũng có người muốn tìm một người chồng Singapore và ở lại định cư lâu dài. Và có những người làm nghề mại dâm chuyên nghiệp đi từ nước này qua nước khác. Họ có mạng lưới khách hàng, có nhiều mối liên hệ và thường nói tiếng Anh hay tiếng Hoa hoặc cả hai trôi chảy. Và những phụ nữ muốn đi Singapore làm trong ngành giải trí
dù ở quán bar, karaoke, nhà thổ hay gặp khách hàng riêng, tìm nhiều con đường khác nhau. Họ có thể vào Singapore bằng thẻ visa làm việc 6 tháng, hay đăng ký học một khóa học và xin thẻ sinh viên 2 năm, dùng visa du học 30 ngày hay những cách khác nữa. Thường mấy chị qua đây hay đi chuyến đầu thường dùng visa 30 ngày thôi. Mấy chị qua được 2 lần, 3 lần, họ biết rồi thì mấy chị sẽ làm các, chị Mai cho biết. Còn mấy chị ở Việt Nam mà có nhan sắc tí xíu thì người ta sẽ môi giới đưa qua. Đây là hình ảnh phố Tây ở Bùi Viện, thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm ưa thích của khách du lịch nước ngoài. Để sang Singapore, họ thường phải qua người môi giới, những người giúp họ có nhập cảnh vào Singapore chót lọt và cho họ nơi ở an toàn. Tiến sĩ Nicholas Leisnet, người cho biết người môi giới thường cung cấp dịch vụ nhập cảnh trọn gói. Những ai mua gói dịch vụ này sẽ được ứng trước tiền để trả cho các khoản như tiền taxi ra sân bay ở Sài Gòn, taxi từ sân bay Changi về chỗ ở tại Singapore và tiền xách tay, tức là khoản tiền mặt nhân viên xuất nhập cảnh Singapore có thể yêu cầu xuất trình để chứng tỏ họ có đủ tiền đi du lịch và tiền vé máy bay. Ngoài ra, họ còn được tư vấn về cách ăn mặc, cách trả lời câu hỏi khi làm thủ tục nhập cảnh. Những lời khuyên đại loại như đừng trang điểm, ăn mặc quần áo đứng đắn, nhìn không sexy, đừng mang đồ ăn như bánh mì ăn liền ở Việt Nam, được người môi giới truyền cho các phụ nữ trước khi lên đường. Tiến sĩ Lines đã nói như vậy. Và khi đến nơi chót lọt, người môi giới cũng cho họ một nơi ở an toàn. Chi phí thuê nhà ở Singapore là cao và nhiều người không có khả năng thuê nhà khách hay khách sạn, nên việc có phòng trọ giá cả hợp lý và an toàn là rất quan trọng. Và quan hệ giữa những người phụ nữ này và người môi giới là khá thân thiết, gần như là bà con. Gái mại dâm gọi những người môi giới là mẹ, xưng là con. Cũng có khi họ là họ hàng xa hay được bà con ở Việt Nam giới thiệu. Gái mại dâm dựa vào người môi giới để giúp đỡ họ trở lại Singapore cho những chuyến đi sau. Còn người môi giới cần có khách hàng để tiếp tục thu lời. Đây là hình ảnh một sự bùng nổ trong cờ bạc trực tuyến ở Campuchia với các nhà đầu tư Trung Quốc và các khách sạn và sòng bạc, đặc biệt là thành phố ven biển Sihanouk, nơi chính quyền đã cấp hơn 160 giấy phép sòng bạc. Vì thế, người môi giới thường không bóc lột gái mại dâm, tiến sĩ Lines đã nhận định như vậy. Và một điều thú vị nữa là người môi giới không làm madam, không kiểm soát hoạt động tình dục của các phụ nữ. Các phụ nữ phải tự tìm khách và khả năng kiếm tiền của họ phụ thuộc nhiều vào kỹ năng giao tiếp, sắc đẹp hay cả may mắn nữa. Và gần đây đã xảy ra vụ việc có tới 20 phụ nữ Việt Nam đã bị bắt vì bán dâm ở Malaysia. Cảnh sát Malaysia đã bắt 20 phụ nữ Việt Nam có liên quan tới một hoạt động mại dâm tại một căn hộ. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời hãng tin Benama đêm 26 tháng 9, cảnh sát thành phố Pochong, bang Jeko đã bắt 20 phụ nữ Việt Nam có liên quan tới hoạt động mại dâm tại một căn hộ trên đường Banda 19, trung tâm thành phố Pochong. Trong số 20 người này, có một bé gái dưới 17 tuổi được cho là nạn nhân của một đường dây mại dâm chuyên nghiệp. Trợ lý cảnh sát trưởng thành phố Pochong, ông Modi Hetty Hashis cho biết cơ sở mại dâm này hoạt động không phép trong 6 năm qua, cung cấp dịch vụ tình dục với giá 160 ria cho một lần phục vụ. Được biết, cơ sở này còn được trang bị hệ thống camera theo dõi việc ra vào của khách hàng để tránh bị các cơ quan chức năng Malaysia theo dõi và phát hiện. Ngoài 4 người Malaysia gốc Hoa và là quản lý và điều hành cơ sở này, từ 6 năm nay còn có 3 người Myanmar là nhân viên làm thuê. Đây là hình ảnh phố đi bộ ở Pattaya, thành phố biển, nơi hội tụ đủ các loại dịch vụ sex show và phố đèn đỏ nổi tiếng trên thế giới. Thời gian vừa qua, có không ít các cô gái Việt Nam bị cảnh sát Malaysia bắt giữ vì liên quan đến hành vi bán dâm. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã giải cứu nhiều nạn nhân là cô gái người Việt khi bị bóc lột và khai thác tình dục. Cảnh sát bang Johor, Malaysia vào đêm 15 tháng 7 đã đột kích và giải cứu nhiều phụ nữ nước ngoài, trong đó có 28 phụ nữ Việt Nam và là nạn nhân đã bị bóc lột và khai thác tình dục tại một số cơ sở massage và giải trí ở thành phố Johor Bahru. Theo người đứng đầu của lực lượng cảnh sát điều tra và hình sự bang Johor, Amas, cuộc đột kích lần đầu tiên cảnh sát đã giải cứu được 8 phụ nữ Việt Nam và 2 người Trung Quốc. Trong các cuộc đột kích tiếp theo, họ đã bắt giữ thêm 30 phụ nữ khác, trong đó có 7 người Thái Lan, 20 người Việt Nam và 3 người Indonesia. Tờ báo Malay Mail cũng đưa tin 31 phụ nữ Việt Nam được cho là nhân viên quan hệ khách hàng tại một trung tâm giải trí cao cấp của quận Charles, Kuala Lumpur đã bị bắt vào hôm 6 tháng 10 trong một chiến dịch mang tên Operation Care.
Cục trưởng Cục Di trú Malaysia Sheri Muzaffar Ali cho biết, trong cuộc bố giáp diễn ra lúc 1 giờ 30 phút sáng, 4 phụ nữ địa phương và 4 người đàn ông Bangladesh đã được cho là nhân viên tại tụ điểm này cũng bị bắt. Điều tra ban đầu cho thấy các phụ nữ Việt Nam tuổi từ 20 đến 40 đã nhập cảnh Malaysia bằng đường du lịch và kiếm được tới 500 riep, tức là tương đương với 120 đô la mỗi ngày từ các khoản tiền boa. Ông Mustafa Ali nói như sau, những người vi phạm không có giấy tờ và thân nhân lưu trú hợp lệ tại đây và cũng quá hạn. Toàn bộ những người nước ngoài trên hiện bị tạm giam để điều tra thêm theo luật di trú và luật chống buôn người. Trước đó, vào ngày 4 tháng 10, Cục Di trú Malaysia cũng bắt giữ 25 phụ nữ nước ngoài, trong đó có 24 phụ nữ Việt Nam ở độ tuổi như trên, do liên quan đến hoạt động mại dâm tại một cơ sở giải trí ở khu vực Putrajaya, Kuala Lumpur. Ông Mustafa Ali cho biết các phụ nữ này được trả 160 riem, tức là tương đương với 40 đô la cho mỗi lần tiếp khách kéo dài 45 phút. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 2020 với bản tin Xuất khẩu gái bán hoa, ưu việt kinh tế xã hội chủ nghĩa. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de